chào anh em nhé. Nay anh em mới dọn xong một cái con phun thuốc SS550. SSA550 nha anh em. Con này thì Kubota 2 cầu. Động cơ 3 máy dầu. Con này 500 lít nha anh em. Lớp này là lớp bám nè. Lớp này đời gai bám nè anh em. Đấy, gai nè, cào. Gai này chạy thì bám rất là bám đường nha. Đó, gai này, gai bám đường lắm. Gai nó thưa, mình chạy nó không bị nhét đất. Bòn rinh. Bòn đẹp ha anh chị ha. Bét rinh luôn. Đây. Đó, vàng bét sứ rất là đẹp. Máy Kubota anh em ơi. Nhìn ba cái bét phải không? Đó. Một lát nữa. Anh em nhìn ba cái bét phải không? Đẹp không? Máy quá đẹp. Con này áp MS610. Này xài da đen nha anh chị nhé. Đầu này thì quá đỉnh rồi. Da thì đỉnh nhất trong dòng da. Máy này anh chị xanh ươm luôn ha. Bao cho anh chị máy rinh nha anh chị nha. Nói chung là máy anh em không có chuyện nói lô sửa gì đâu. Tại vì thật sự những con phun thuốc này về con nào mà nó âm binh đó là em rã ra luôn. Em bán đồ luôn nha anh chị. Không cần phải dọn đâu. Máy nó nổ mà được thì em bán máy. Còn máy mà nó nổ tàu lao thì em rã ra em bán theo giá tàu lao thôi. Đó, chứ không cần phải bung ra sửa chữa để ráp lên lại đâu. Nên là anh chị khỏi cần phải suy nghĩ về cái móc vấn đề là máy móc mà bung ra sửa này nọ không có đâu nha. Những cái máy này hư là dục. Hoặc là nó ra hư là mình chấp nhận mình rã cái xe ra mình bán đồ luôn, mình lấy phụ tùng luôn. Đó, không phải sửa dọn lên để bán cho bà con đâu. Bồn 500 lít, con này đã thay một cái ghế nè. Đó, khu này inox đẹp hết. Thắng nè, ga chân nè. Con số là 3 tiếng một lùi, có nhanh chậm, có gài cầu, một cầu hai cầu luôn. Đó. Có ga tay. Đèn kèn xi nhan đầy đủ. Đây đèn đây. Đó, đồng hồ áp đầy đủ ha. Đèn kèn xi nhan đầy đủ. Ngon lành ok hết. Đây có hai dàn bét để mở anh chị nối dây vô để xài luôn anh chị. Ha. Cũng có hai dàn luôn. Con này thì dàn bánh thì đẹp quá rồi. Đây. Bánh này thì chạy bao lầy lúng luôn. Bánh này gai nó rất là thưa mà gai rất là cao hơn. Quạt bàn chạy này. Cái dòng máy này nổ rất là lực, nổ tiếng bồ nó nghe đảo. Nghe rất là sướng luôn. Đó, những tầng hệ thống đó, còn đẹp không? Lọc nhớt cái đồ đẹp hết, sạch sẽ, nước còn nguyên bình, nước xanh, bếp đẹp luôn. Nói chung ok, xe này thì hoàn chỉnh rồi. Giờ anh chị mua về chỉ việc xài thôi. Con này về cái nắp này nó không được đẹp, em sơn lại cái nắp này là nha anh chị nha. Đó, sơn lại cái nắp này là cái mặt đuôi này đó. Nói chung mà thật sắc ra thì mình cũng phải dọn cho nó đẹp hơn chị. Chứ còn ngồi ra máy móc một này nọ rinh là được. Còn cái này nó chỉ là cái vàng lông để nó bao phủ thôi, gọi là một cái áo nó bận thôi. Đó, chả có quan trọng gì lắm đó. Vì về thì nhiều khi nó bị lỗi mấy cái chỗ đó thì mình phải sơn lại cho nó hợp với cái con xe. Chứ mình để nó lỡm như chó đốm thì nó khó coi quá nha anh em. Anh em mua quá chật, không quan trọng quá cái vấn đề, những vấn đề đó đâu. Tại vì một con xe mà nó hoàn hảo, nó đẹp xuất sắc á, thì một cái giá nó khác, nó trên lệch 5-7 triệu. Còn một xe thì mình có dặm một hai chỗ thì cái giá nó sẽ hụt xuống 5-7 triệu. Thì người bán họ cũng có cân nhắc cái giá cho anh chị rồi. Nên chị không thể nào mua làm được cái giá của anh chị đưa mua đâu. Nên chị không phải lo ngại ha. Rồi, xe em đã test và quay rất là chi tiết. Anh chị nào quan tâm liên hệ số điện thoại 0835585879, địa chỉ thị trấn Thành Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Rồi, mến chào và hẹn gặp lại anh chị những cái video tiếp theo.